Mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News. Thưa quý vị, Barack Obama, kẻ chuyển đổi tận gốc nước Mỹ, ngồi tù cũng chưa hết tội. Quý vị thân mến, nhiều người hẳn chưa quên lời tuyên bố của thượng nghị sĩ dân chủ Just Schumer vào thời điểm bầu cử đặc biệt hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia được tổ chức từ ngày 3 tháng 11 năm 2020 và chung kết vào ngày 5 tháng 1 2021, We take Georgia and change America tạm dịch, chúng tôi sẽ chiếm Georgia và chúng tôi sẽ thay đổi nước Mỹ. Và đúng như lời lãnh đạo đa số thượng viện tuyên bố, sau khi thắng thơm hai ghế thượng nghị sĩ tại Georgia, đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát ở thượng viện, hạ viện và tòa bạch ốc lập tức bắt tay vào việc thay đổi nước Mỹ. Mark Levin, tác giả của nhiều quyển sách viết về chính trị bán chạy nhất đã đề cập đến vấn đề thay đổi nước Mỹ như sau. Joe Biden là tổng thống vĩ đại nhất, không phải đối với đất nước hay các đồng minh của chúng ta, mà đối với kẻ thù của chúng ta. Hamas nhìn thấy điều này. Hồi giáo Jihad nhìn thấy, những kẻ khủng bố Palestine nhìn thấy, đó là tại sao chúng làm những gì mà chúng đang làm. Những người Cộng sản Bắc Kinh nhìn thấy, họ đang cười vào mũi biden đình. Putin nhìn thấy, tất cả họ đều nhìn thấy, một thế giới nguy hiểm hơn nhiều khi biden đình hiện diện trong tòa bạch ốc, thực quá thảm hại. Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ đang thể hiện sự ghét bỏ đất nước này và muốn thay đổi nước Mỹ từ căn bản. Mọi khủng hoảng hiện nay đều do Joe Biden tạo ra. Joe Biden là đại dịch, đó là rất chính xác về con người của ông ta, từ vấn đề biên giới cho đến tiền tệ, lạm phát, giá thực phẩm, giá xăng dầu, giá đồ chơi, đồ nhựa và thép và cả một danh sách dài. Ông ta đã mở cái hộp đựng quái vật Pandora để cho con lạm phát thoát ra và rất khó mà đóng chiếc hộp này lại. Nhưng Đảng dân chủ đã quen với những thứ này kể từ khi họ tạo ra lạm phát, suy thoái và suy thoái liên tục. Họ lấy tiền của chúng ta, thậm chí cả những đồng tiền không hiện hữu và vung vãi đi khắp nơi để cung cấp cho những cơ sở theo hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác về chiến tranh giai cấp của kẻ áp bức. Mục đích của di dân không phải là để hỗ trợ quốc gia của người nhập cư hoặc thậm chí là chính người nhập cư, mục đích của di dân từ trước đến nay có lịch sử là đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng khi bạn tin rằng người dân Mỹ phân biệt chủng tộc có hệ thống thì bạn không thực sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của người Mỹ. Đảng dân chủ không yêu đất nước này, trên thực tế mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày họ chứng tỏ sự thù ghét đất nước này và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng vậy. Bạn nghe bài phát biểu về tình trạng bối rối đó, nó rất rõ ràng, ông ta chưa bao giờ nói về tự do, ông ta không bao giờ nói về trách nhiệm cá nhân, ông ta không bao giờ nói về những quyền bất khả xâm phạm, ông ta không bao giờ nói về quyền tư hữu, ông ta cũng không bao giờ nói về những điều căn bản mà quốc gia này dựa vào. Trump Biden Đảng dân chủ muốn thay đổi những căn bản của nước Mỹ. Nếu bạn muốn thay đổi một cách căn bản điều gì đó mà bạn không thích thì thực sự là bạn ghét nó đánh thuế nặng, đặt ra những quy định phiền phức, chi tiêu thả giàn, nợ nần chồng chất, lạm phát được kích hoạt trong lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây. Biên giới phía nam bị mở toan, băng đảng MS13 mà túy tràn qua biên giới, trẻ em bị lạm dụng, nhưng Biden và Harris không thèm đoái hoài tới. Họ cũng đứng về phe, nghiệp đoàn, giáo chức và đặt để sức mạnh của nghiệp đoàn này lên trên việc giáo dục con cái của chúng ta. Họ đang phá hoại lực lượng cảnh sát và quân đội. Họ đang thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc trong các trường học. Vì vậy, mọi người thường xuyên tấn công nhau. Họ đang củng cố chế độ ở Ireland. Các chế độ đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn hạt nhân vào chúng ta một khi họ chế tạo được nó. Biden đã khấu đầu trước đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu ông ta nhắm tới là mở rộng tối cao pháp viện, phá hoại thủ tục câu giờ tại thượng viện và phá nát luật bầu cử. Có phải tất cả những điều này xuất phát từ một nhân vật và từ một đảng yêu nước? Tôi nghĩ không như thế. Đó là những lời mà Mark Levin, tác giả của nhiều quyển sách viết về chính trị bán chạy nhất đã đề cập đến vấn đề thay đổi nước Mỹ. Sau đây là những thay đổi mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng 8 tháng qua của nhà cầm quyền Biden và Harris nhưng đúng ra thì nước Mỹ đã bị thay đổi từ lâu, chính xác là dưới thời của chính quyền Obama và Biden. Nếu Chester Schumer chỉ nói một cách tổng quát, chúng tôi sẽ thay đổi nước Mỹ thì Obama đã nói một cách rõ ràng hơn là chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Với khẩu hiệu "Change We Can trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 10 năm 2008 tại Columbia, Missouri, ứng cử viên dân chủ Barack Hussein Obama đã tuyên bố như sau. Giờ đây, Mizao, tôi chỉ có hai chữ cho quý vị tối hôm nay. 5 ngày, 5 ngày sau nhiều thập niên chính trị khập khển ở Washington và 8 năm chính sách thất bại của George Bush vào 21 tháng của một chiến dịch vận động đã đưa chúng ta từ bờ biển gập ghềnh của Maine đến miền nắng ấm California, chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa để chuyển đổi căn bản của nước Mỹ đây là một tuyên ngôn táo bạo thậm chí mang tính cách mạng nhưng đã vượt qua phản ứng của những người tham dự những người tham dự thay vì dừng lại để suy ngẫm về một khẳng định táo bạo như thế thì họ lại hoan nghênh obama rất cuồng nhiệt có một điều chắc chắn là vào thời điểm đó obama được xem như là một giáo chủ của một giáo phái mới rất được sùng bái với vị trí này obama có hứa hẹn bất cứ điều gì thì cũng được đám đông đón nhận một cách say mê chính obama cũng thừa nhận rằng ông ta đã phục vụ như một màn anh trống luôn phản chiếu những hy vọng và thay đổi ấm áp dễ chịu đối với bất cứ điều gì mà đám đông mong muốn vì thế chả trách là cụm từ chuyển đổi căn bản của nước mỹ đã không được mọi người cảnh giác vào lúc đó cũng dễ hiểu thôi bởi vì những căn bản lập quốc đã được người dân mỹ mặc nhiên xem là bất gì bất dịch là một thực thể hiển nhiên không bàn cãi tuy nhiên vào lúc ấy thực thể hiển nhiên có từ bao đời đã bị nhấn chìm bởi khuynh hướng muốn thay đổi cái gì đó đang được kích động và bừng bừng cháy bỏng từ miệt lưỡi của obama giống như bất cứ quốc gia nào nước mỹ cũng có nhiều vấn đề nhưng những vấn đề đó đều được giải quyết mà không cần phải chuyển đổi những điều căn bản thật vậy người mỹ đã thực hiện rất nhiều thay đổi vâng những thay đổi nhỏ có lớn có nhưng không có bất cứ một sự thay đổi nào chạm đến tận gốc những nền móng căn bản của quốc gia, không một ai thậm chí nghĩ đến hay có tư tưởng chuyển đổi những điều căn bản ấy cho đến khi những nhà cách mạng cấp tiến nhất xuất hiện, trong số đó có Barack Hussein Obama. Vậy câu hỏi được đặt ra, Obama có chuyển đổi tận gốc nước Mỹ như ông ta đã tuyên bố không? Câu trả lời là có, tuyệt đối có. Sau khi thắng cử, tân tổng thống Obama đã bắt tay ngay vào việc chuyển đổi nước Mỹ. Để đạt được sự chuyển đổi này, ông ta đã thực hiện một số chính sách phi Mỹ, dẫn đến một nền kinh tế trì trệ, giảm cơ hội cho tầng lớp trung lưu, buộc hàng triệu người trở nên phụ thuộc vào chính phủ và dập tắt ngọn lửa cơ hội vốn thường được thắp lên bởi tinh thần Mỹ. Obama có kỷ lục kinh tế tồi tệ nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử tăng trưởng kinh tế trung bình là 1,5% hàng năm trong chính quyền Obama. Điều này có nghĩa là gần như không tạo ra được việc làm mới. Nó dẫn đến tình trạng thất nghiệp đáng kể và buộc hàng triệu người Mỹ đầy đủ sức lực làm việc, phải rời bỏ lực lượng lao động. Tầng lớp trung lưu thu hẹp lại và số lượng người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ đạt đến mức kỷ lục. Còn chương trình Obamacare thì tạo ra các hậu quả cũng không tốt đẹp gì. Obamacare bắt buộc các cơ sở sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm y tế cho bất kỳ nhân viên nào làm việc ít nhất là 30 giờ mỗi tuần. Điều này dẫn đến một giải pháp mà chủ nhân buộc phải thực hiện là giảm nhân viên toàn thời gian và tăng nhân viên bán thời dưới 30 tiếng đồng hồ để khỏi cung cấp bảo hiểm cho họ. Do đó, những người Mỹ có tay nghề thấp phải làm hai công việc trở lên mới đủ sống và những người này phải tự lo bảo hiểm cho mình. Sự chuyển đổi những nguyên tắc căn bản của nước Mỹ thật khủng khiếp và đáng sợ bởi vì các nguyên tắc căn bản giúp Hoa Kỳ từ một quốc gia mới khai sinh trở thành một đất nước hùng cường vĩ đại có nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới đã bị Obama đảo ngược hoàn toàn. Bốn nguyên tắc căn bản làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại Thứ nhất, khuyến khích tự do cá nhân, vì vậy người Mỹ được tự do theo đuổi tư lợi của họ. Thứ hai, khuyến khích trách nhiệm cá nhân để mọi người tự chăm sóc bản thân khi có thể. Thứ ba, mức thuế thấp để người lao động luôn có thể giữ phần lớn những đồng tiền họ kiếm được và thứ tư, vai trò rất hạn chế của chính phủ đối với dân chúng, không kể những trách nhiệm công cộng rõ ràng, chính phủ đứng ngoài cuộc sống riêng tư của người dân. Trong khi đó như đã nói, sự chuyển đổi của Obama hoàn toàn trái ngược với những nguyên tắc đó. Một nước Mỹ mới với những chuyển đổi căn bản của Obama là có sự can thiệp rộng lớn của chính phủ vào nền kinh tế và thậm chí xa hơn nữa vào đời sống riêng tư, điều này siết chặt tự do cá nhân. Khuyến khích trách nhiệm xã hội chứ không phải trách nhiệm cá nhân, Obama muốn chính phủ can thiệp đến mọi nhu cầu căn bản của người Mỹ. Đây là mô hình chủ nghĩa xã hội đã thất bại, tất nhiên những nhu cầu này sẽ được thanh toán bằng mức thế cao hơn. Tóm tắt, nước Mỹ do Obama biến đổi sẽ có ít tự do cá nhân, nhiều trách nhiệm xã hội, thuế suất cao hơn và vai trò lớn hơn của chính phủ. Và như đã nói, những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đã làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại. Nhưng khủng khiếp và đáng sợ hơn hết là sự chuyển đổi nước Mỹ trong lĩnh vực văn hóa. Nó diễn ra trong suốt 8 năm trị vì của Obama, đặc biệt trong các vấn đề xu hướng tình dục, hôn nhân và gia đình. Sự thay đổi ở lĩnh vực này là chưa từng có và vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai kể từ nhiệm kỳ của Obama trở về sau đây mới chính là trọng tâm là trái tim của obama là mục tiêu sâu xa nhất mà ông ta muốn đạt tới những chuyển đổi này vượt lên trên bất cứ điều gì khác nó được xem là kỳ diệu hơn cả những kỳ diệu về phục hương tôn giáo hoặc tư tưởng tâm linh đạo đức và hiện nay cuộc cách mạng văn hóa của obama trên mặt trận tình dục giới tính và gia đình đang diễn ra xung quanh chúng ta ráo riết hơn bao giờ hết một hậu quả của những chuyển đổi đó là chúng ta hiện đang chứng kiến loại văn hóa sợ hãi được hình thành bởi sự đe dọa của các lực lượng, nhân danh, sự đa dạng và sự khoan dung. Những người này tìm cách tố cáo triệt hạ nhân tính ma quỷ hóa và tiêu diệt bất cứ ai không đồng ý với những quan niệm siêu cấp tiến của họ về hôn nhân và gia đình, hoàn toàn trái với truyền thống của 99,99% ,99 quảng đại quần chúng của loài người nói chung đã thống trị trái đất kể từ buổi bình minh của nhân loại đối với họ những người bình thường chúng ta được miêu tả là những kẻ bất bình thường những kẻ ngoại giới cực đoan và là những kẻ hận thù nếu chúng ta không đồng ý với loại người mới không xác định lại bản chất con người như ý muốn của họ thì họ kiện họ bỏ tù họ bôi nhọ họ tẩy chai họ quấy rối họ hủy hoại chúng ta và như đã nói họ làm những điều này dưới danh nghĩa vô cùng đẹp đẽ là sự khoan dung và sự đa dạng với sự tiếp tay của truyền thông dòng chính thiên tả và truyền thông xã hội Big Tech, nhóm người mới đã thành công trong việc ngăn chặn tất cả những điều trái ý họ. Điều đáng sợ là một số người trong chúng ta đã tự động xóa sổ quyền tự do ngôn luận của chính mình, đã tự kiểm duyệt những phát ngôn của mình, đã ngậm miệng trước những điều tai quái ngược ngạo vì quá sợ hãi sẽ phạm vào điều ý kiến nhất hiện giờ, đó là kỳ thị, là racism Bất cứ ai làm điều gì khiến họ không ưng ý đều bị họ dán cho cái nhãn racist, bị họ chụp cho cái mũ racist. Quá khủng khiếp. Thực vậy, vì những chuyển đổi căn bản do Obama và các đồng chí trong đảng Dân Chủ thực hiện đã tạo thành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào tu chính án thứ nhất, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân Hoa Kỳ suốt 200 năm qua. Hiện nay bản tuyên ngôn nhân quyền đã bị đốt cháy bởi các chiến binh văn hóa hiện đại, được trang bị bằng những loại quyền cao cấp hơn mà từ trước đến nay chưa được biết đến, như quyền bình đẳng hôn nhân và quyền có nhà vệ sinh trung tính, là những sản phẩm văn hóa mới, vốn dĩ không hề hiện hữu trước khi Barack Obama lên ngôi. Và đây là những tiêu biểu về sự chuyển đổi tận gốc nền văn hóa căn bản của nước Mỹ dưới thời Obama. Đầu tiên, trang bìa New Week tháng 5 năm 2012 cho thấy Barack Obama với vận hào quang cầu vòng trên đầu kèm theo dòng chữ Tổng thống đồng tính đầu tiên. Đây là bước nối tiếp sau khi Obama ra mặt ủng hộ hôn nhân đồng giới, điều mà ông ta đã từng phản đối trong 5 năm. Sự thay đổi công khai này xảy ra khi Obama đang đẩy mạnh chiến dịch tái tranh cử của mình và Hillary Clinton cũng đang làm khi công bố chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà ta sau tuyên bố này obama đã áp dụng một chương trình nghị sự tích cực về chuyển đổi cơ bản trên mặt trận tình dục giới tính gia đình một chương trình tăng cường tốc độ chiều sâu và sự ngạo mạn trong suốt nhiệm kỳ thứ nhì của ông ta thứ hai một sự kiện khác sâu sắc hơn việc tạo hình đăng quang trên new Week, vì sự kiện này có thật đó là vào ngày 26 tháng 6 năm 2015, khi bạch ốc của Obama, đệ nhất công ốc của quốc gia, được thắp sáng bằng màu sắc của cầu vòng LGBTQ vào ngày tối cao phát viện phán quyết vụ kiện Obergefell với Horses. Trong vụ kiện này, thẩm phán công giáo Anthony Kennedy đã dẫn đầu khối cấp tiến định nghĩa lại danh từ hôn nhân và áp đặt quyền hiến định không tồn tại này lên tất cả 50 tiểu bang. Nếu có một bức tranh dành cho Obama về sự chuyển đổi nước Mỹ từ căn bản thì đây chính là nó. Thứ ba là phòng tắm tại trường học, khi tất cả các trường công lập theo lệnh của Obama cách mạng hóa phòng vệ sinh và phòng thay đồ của nhà trường để cho các nam sinh tự xưng là con gái được sử dụng chung với nữ sinh. Thật khó có thể hình dung một thí dụ siêu thực nào hơn nữa về quan điểm cấp tiến quá mức của người đứng đầu ngành hành pháp. George Washington chắc hẳn đang trăn trở trong ngôi mộ của ngài. Thứ tư là một điều mỉa mai cho Obama nhưng không được báo chí đưa tin. Câu chuyện xảy ra trong một cuộc họp báo tại Tòa Thị Chính London vào tháng 4 năm 2015, nơi Obama bị một thanh niên mắng mỏ vì đã không làm đủ trong vấn đề trung lập hóa giới tính. Người thanh niên này không muốn chính phủ Anh sử dụng những đại danh từ như he hoặc she mà phải là her hoặc the, bên cạnh việc cam kết cho sử dụng nhà vệ sinh không giới tính. Sau sự việc ở London chỉ vài tuần, văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc đã phát hành một bản tin chi tiết về những nỗ lực to lớn của Obama trong việc thúc đẩy quyền LGBT tại quê nhà và hải ngoại. Khó có thể tìm thấy bất kỳ bản tin nào tương tự so với sự thay đổi mạnh mẽ về vấn đề này trong Tòa Bạch Ốc của Obama bản tin viết về quyền lgbtq chạy hết trang này đến trang khác mà ngay cả những bản tin về chính sách quan trọng của quốc gia cũng không thể sánh bằng Tóm lại, những gì mà chúng ta nhìn thấy rõ hiện nay về di sản của Barack Obama chính là một sự chuyển đổi tận gốc những điều căn bản của nước Mỹ. Và như đã nói, điều khủng khiếp đáng sợ hơn hết là nó xảy ra trong lĩnh vực văn hóa. Khi nhìn lại 8 năm của Barack Obama, chúng ta sẽ không thấy điều gì nổi bật trong chính sách nội trị hay đối ngoại, mà điều nổi bật là một bạch ốc được chiếu sáng bằng bảy sắc cầu vồng vào ngày 26 tháng 6 năm 2015 và một vần hào quang tôn vinh Obama là tổng thống đồng tính đầu tiên. Đó là những cái vương miện về sự chuyển đổi cơ bản của nước Mỹ mà Barack Hussein Obama đã đạt được và hiện nay thì chính quyền Biden và Harris đang tiếp tục thực hiện. Vì vậy, nếu cho rằng nhiệm kỳ của Biden và Harris chính là nhiệm thứ ba của Obama và Biden thì cũng không hoa, bởi vì từ khi nhậm chức. Tổng thống Joe Biden đã ký trên dưới 60 sắc lệnh đảo ngược tất cả những gì Tổng thống Trump đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Có như thế thì mới đáp ứng được mục tiêu Gen America là thay đổi nước Mỹ trở nên tồi tệ như chúng ta đang chứng kiến, đặc biệt là trọng tâm chuyển đổi nước Mỹ từ căn bản mà nhiệm kỳ 2 của Obama và Biden chưa đủ thời gian để hoàn chỉnh và đến đây chúng tôi xin được kết thúc nội dung bài phân tích bình luận này mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp